Với dân số chỉ khoảng 2,8 triệu người, thấp hơn cả tỉnh Đồng Nai nhỏ bé của Việt Nam. Litva trên bản đồ quốc tế chỉ bé như hạt gạo, tí hon nhưng lại khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Hãy đón xem quốc gia nhỏ bé như hạt gạo này can trường thế nào trước Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chương trình Điểm nóng của TCT ngày hôm nay. Thứ nhất, xúc tiến thành lập văn phòng Đài Loan đầu tiên tại châu Âu. Thứ hai, rút khỏi cơ chế 17 cộng 1 do Trung Quốc khởi xướng. Thứ ba, Litva tặng 20.000 liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan. Thứ tư, lo ngại an ninh, Litva chặn thiết bị quét hành lý Trung Quốc. Thứ năm, Cộng hòa Litva gửi thư yêu cầu ông Tập chấm dứt đàn áp tín ngưỡng. Thứ sáu, nữ võ sĩ Litva knock out quán quân Trung Quốc chỉ trong vỏn vẹn hơn 1 phút. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chuyên mục Điểm nóng ngày hôm nay. Suốt những năm gần đây, Trung Quốc vẫn luôn được đánh giá là một cường quốc có nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Thị trường 1,4 tỷ dân đã giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành đối tác hàng đầu với các nước lớn trên quốc tế như Mỹ, Đức, Nhật Bản. Trước sự lớn mạnh đó của Trung Quốc, gần như không một quốc gia nhỏ bé nào dám động chạm đến các vấn đề nhạy cảm của Bắc Kinh. Nhưng Litva, một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực biển Baltic của châu Âu đã làm nên lịch sử. Chúng ta hãy xem cuộc đối đầu không cân xứng giữa một Litva nhỏ bé với đế chế Bắc Kinh tham vọng hùng cường. Thứ nhất, xúc tiến thành lập văn phòng Đài Loan đầu tiên tại châu Âu. Vào đầu tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Lens Burgis của Litva thông báo sẽ thành lập văn phòng đại diện tại Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan để mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như tăng cường quan hệ kinh tế và thương mại cho Litva. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Châu Tiếp sau đó cũng thông báo rằng hai bên đã đồng ý sau khi tham vấn, Đài Loan sẽ thành lập văn phòng đại diện của Đài Loan tại Litva ở thủ đô Vilnius. Hành động của Litva nhỏ bé đã ngay lập tức đánh trả Bắc Kinh và đơn phương công khai tuyên chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời ủng hộ Đài Loan là một quốc gia độc lập. Thứ hai, rút khỏi cơ chế 17 cộng 1 do Trung Quốc khởi xướng. Vào tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Litva ông Lens Burgis đã lên tiếng tuyên bố thẳng thừng rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Litva hầu như không mang lại bất kỳ lợi ích nào. Tháng 5 năm 2012, quốc gia nhỏ bé này đã rút khỏi cơ chế 17 cộng 1 do Trung Quốc thành lập. Đây là cơ chế mà Trung Quốc khởi xướng nhằm tăng cường hợp tác với 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và 5 quốc gia khu vực biển Balkan trên nhiều lĩnh vực, trong đó có tài chính, y tế, thương mại và công nghệ. Người phát ngôn Smilja cho biết, theo quan điểm của chúng tôi, sáng kiến kinh tế không mang lại kết quả mong đợi cho Lithuania. Vì vậy, chúng tôi có kế hoạch tập trung phát triển mối quan hệ kinh tế của chúng tôi với Trung Quốc trên phương diện song phương và trong khuôn khổ hợp tác giữa EU và Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Lens Burgis của Litva đã lặp lại điều này khi nói rằng liên minh do Trung Quốc chủ trương đã chứng minh là không có ích cho đất nước của ông và nó cũng không hữu ích cho châu Âu. Việc rút khỏi cơ chế 17 cộng 1 và tuyên bố rằng Litva không được hưởng lợi từ nó, chứng minh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ có thể mua được cả thế giới. Thứ ba, Litva tặng 20.000 liều vaccine COVID-19 cho Đài Loan. Vào hôm 22 tháng 6, Litva cho biết sẽ tặng 20.000 liều vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca cho Đài Loan. Bộ Y tế Litva nói rằng động thái này được thực hiện để đáp lại thịnh tình của Đài Loan, đã tặng cho Litva 100.000 khẩu trang y tế vào năm ngoái khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng trên khắp thế giới. Thủ tướng Litva bà Ingrid Simonetti nói trong cuộc họp chính phủ được phát sóng trực tiếp, "Chúng tôi muốn làm nhiều hơn, nhưng chúng tôi làm những gì có thể." Người phát ngôn của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã ca ngợi khoản viện trợ này và nói thêm, "Tình bạn từ khu vực biển Baltic này thật đáng quý." Thứ tư, lo ngại an ninh, Litva chặn thiết bị quét hành lý của Trung Quốc. Các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đưa các tập đoàn sản xuất của Trung Quốc vươn tầm thế giới với tham vọng trở thành một siêu cường quốc tế đã vấp thêm một trở ngại mang tên Litva. Vào ngày 17 tháng 2, chính phủ Litva đã ngăn chặn một chi nhánh của công ty Nutec của Trung Quốc cung cấp thiết bị soi hành lý cho các sân bay của nước này vì những lý do liên quan đến an ninh quốc gia. Phát biểu sau một cuộc họp kín của chính phủ, người phát ngôn của Thủ tướng Lithuania thông báo, chính phủ đã quyết định rằng hợp đồng cung cấp thiết bị soi hành lý với Trung Quốc không đảm bảo cho an ninh quốc gia. Thứ năm, Cộng hòa Litva gửi thư yêu cầu ông Tập chấm dứt đàn áp tín ngưỡng. Trong một lá thư vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 gửi cho ông Tập, 29 nghị sĩ và một thành viên của Nghị viện châu Âu từ Litva đã lên án việc đàn áp tôn giáo, tín ngưỡng tại Trung Quốc và gửi lời kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền tại quốc gia này. Nội dung thư bày tỏ lo lắng sâu sắc trước chính sách bạo lực của Bắc Kinh nhắm vào các tôn giáo, phẫn nộ trước cuộc đàn áp nhắm vào người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, diệt chủng ở Tân Cương, phản đối sự áp bức liên tục nhắm vào người Tây Tạng, lên án cuộc đàn áp, giam giữ, tra tấn và giết người tàn nhẫn để lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.
Không chỉ vậy, các nghị sĩ còn yêu cầu ông Tập công nhận quyền tự do tư tưởng và lương tri tôn giáo là những quyền cơ bản của con người, chấm dứt ngay lập tức các cuộc đàn áp tôn giáo, chấm dứt việc phá hủy công trình tôn giáo, thả tự do cho nhân sĩ tôn giáo đang bị giam cầm trong các trại cải tạo lao động. Với những việc làm gây chấn động của Litva nói trên, đương nhiên Trung Quốc như thông lệ, với chính sách ngoại giao sói chiến của Trung Quốc đã lớn tiếng đe dọa quốc gia nhỏ bé vùng Baltic. Thứ sáu, nữ võ sĩ của Litva hạ knock out quán quân của Trung Quốc chỉ trong vỏn vẹn hơn 1 phút. Trong cuộc chung kết tranh đai vàng hạng dâm nữ của giải đấu võ thuật UFC 261 tại Mỹ, nữ võ sĩ Ro Manazunas của người Mỹ gốc Litva đã đánh bại quán quân Trung Quốc Trương Vĩ Lệ trong 1 phút 18 giây và giành được đai vàng quán quân. Ros Manazuat, 28 tuổi, đối đầu với nữ võ sĩ Trung Quốc Vương Vĩ Lệ, 32 tuổi, trong hiệp đấu thứ nhất đã đánh bại võ sĩ của Trung Quốc với 1 phút 18 giây. Trận đấu này, Ros Manazuat không chỉ giành được quán quân hạng 52kg mà đã giành lại được đai quán quân, còn chấm dứt hy vọng kỷ lục thắng liên tiếp 21 trận liên tiếp trên võ đài. Whaley has landed several of those inside low kicks. Động thái của chính quyền Trung Quốc. Vào hôm 10 tháng 8, trang web của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo về việc triệu hồi đại sứ của nước này tại Litva và trục xuất đại sứ của Litva tại Trung Quốc. Trong một bài xã luận vào hôm 11 tháng 8, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc Global Times đã nói hành vi của Litva là cực kỳ liều lĩnh, đe dọa sẵn sàng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Litva. Đồng thời, Trung Quốc sẽ hợp sức với Nga và Belarus để trừng phạt quốc gia nhỏ bé này. Tờ báo Diều Hâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có đoạn: nếu Litva không đổi ý, Trung Quốc phải chuẩn bị cắt đứt quan hệ. Ngoài ra, Trung Quốc nên tham gia với Nga và Belarus, hai quốc gia có biên giới với Litva trong việc trừng phạt này. Đối đầu Bắc Kinh, Litva liệu có e sợ? Trong một cuộc phỏng vấn với Breitbart, bà Dovo Sakainine, một thành viên của Đảng Dân Chủ Xã hội tại Quốc hội Litva, nói rằng những lời đe dọa từ Bắc Kinh sẽ không ngăn cản Litva đứng về phía Đài Loan. Bà nói: chúng ta không nên bị đe dọa bởi Trung Quốc, chúng ta không nên sợ hãi việc phát triển quan hệ với một quốc gia khác bởi vì ai đó đang đe dọa chúng ta. Nhật báo kinh tế Les Echoes của Pháp so sánh việc Litva sẵn sàng làm phật lòng Bắc Kinh khi chuyển hướng thắt chặt ngoại giao với Đài Loan như một cuộc chiến giữa chàng tí hon David vùng Baltic với gã khổng lồ Golas vùng châu Á. Tuy nhiên, người hùng tí hon Litva chắc chắn có những suy tính chiến lược của mình. Các nhà phân tích cho rằng hành động của Litva xuất phát từ ba nguyên nhân thực tế. Thứ nhất, Litva nằm trong số những nước Bắc và Đông Âu đã thấy rõ bản chất và chiến lược ngoại giao chiến lăng trong đại dịch COVID-19 vừa qua. Thứ hai, Litva không phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Thứ ba, Litva là một nước thành viên của Liên hiệp châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nên Litva sẽ được đồng minh hậu thuẫn. Ông Trần Quang Thành, luật sư nhân quyền nổi tiếng, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nhân quyền của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc ngoài sử dụng ngoại giao sói chiến để bắt nạt Litva thì không còn hành động mang tính thực tế nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc cứng rắn đến mức nào đi nữa thì cắt đứt ngoại giao quan hệ là đỉnh điểm. Và nó không thể làm gì hơn với Litva. Không giống như các nước lớn, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể sử dụng sức mạnh toàn quốc để tẩy chay Litva. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể kích động người dân tẩy chay hàng Nhật, tẩy chay hàng Mỹ, nhưng không bao giờ có thể tẩy chay được hàng hóa của Litva. Do đó, kiểu ngoại giao dọa nạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô nghĩa với Litva. Ngoài ra, Litva cũng cho thấy điều đó rõ ràng hơn và có thể nói rằng không có gì phải sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Litva được ví như chàng tí hon David vùng Baltic. Cộng hòa Litva, một quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực biển Baltic của châu Âu, với dân số chỉ khoảng 2,8 triệu người. Nếu để so sánh thì dân số của Litva còn ít hơn dân số 3 triệu người của tỉnh Đồng Nai nhỏ bé của Việt Nam. Trong Thế chiến thứ hai, Litva từng bị nhiều nước xâm lược, đầu tiên là Liên Xô chiếm đóng và sau đó là Đức Quốc xã. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1990, một năm trước khi Liên Xô chính thức giải thể, Litva đã thông qua đạo luật tái lập nhà nước Litva, trở thành nước Cộng hòa Xô Viết đầu tiên tuyên bố độc lập. Quốc gia nhỏ bé nằm ở khu vực Baltic của châu Âu chắc chắn đã nổi bật tên mình trên bản đồ thế giới khi dám ngang nhiên thách thức chính quyền Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Chúng ta đã thấy cuộc đối đầu không cân xứng giữa một Litva nhỏ bé với đế chế Bắc Kinh tham vọng hùng cường. Litva tuy nhỏ nhưng lại không dính đòn nào của hổ giấy Trung Quốc, ngược lại lại khiến Bắc Kinh chảy vẩy đầy mình. Vậy nên mới thấy Litva nhỏ nhưng có võ là đây.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của TCT. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại suy nghĩ của quý vị ở phần bình luận bên dưới để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, Đặng Hiểu xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.